Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam. Theo đánh giá của Ti Trừng Giáo, người chịu án Hương Đình đã hối cải cầu tiến và đã đủ sức tự lực cánh sanh để chuẩn bị trở về xã hội. Bây giờ tôi tuyên bố lệnh đặc xá do trưởng Ti Định Chánh ban phát cho người chịu án Hương Đình. Cô đã được khôi phục tự do. Chúc mừng cô. Chúc mừng. Cảm ơn cô. Chồng của chị xử vậy với chị mà chị vẫn tới phúng điếu hoài. Hắn thiệt là có phước. Được làm vợ chồng có là duyên phận. Người chết đã đành rồi, còn thêm quá trách làm gì. Khai Trung, em sẽ trở về Hồng Kông, dẫn luôn anh về. And what?
Tú Tâm. Ba thiệt hay quá. Dĩ nhiên. Giờ rồi có bị thương không? Không có gì. Họ chơi mánh mùng quá mà. Anh cũng cay cú lắm. Vậy sao? Vừa mánh mùng đó mà phải không? Vừa mánh mùng tới kìa. Lý Hầu, giờ trò của mình nặng chứ? Không sao đâu, Tri cậu là như vậy. Anh không sao chứ? Không sao. Nè, chúng ta tới đến cầu chỉ muốn nhẹ nhàng một chút. Anh thì cứ liều mạng như vậy, ai mà đánh nổi anh? Làm việc thì tận sức, chơi thì phải tận tình, nếu không chơi không vui. Lần nào anh cũng thắng đương nhiên là anh được vui. Này Sư Huynh à, cái vụ thư kiện đòi bồi thường anh không lấy tài chứ? Có thể bàn thảo chút không? Nếu như tiền bồi thường quá nhiều thì có thể bàn thảo. Sao lại nhìn tôi? Tôi là thanh quan đó. Mai muốn ra tòa gọi hai anh biểu diễn. Thì đi coi. Ok, bắt đầu kìa. Chào luật sư La. Chào. Chào luật sư La. Chào luật sư La. Chào luật sư La. Xin chào, xin chào. Trận đấu ăn hay thua? Anh nghĩ sao? Tôi biết một chữ anh nhất định không biết, là chữ thua. Có cần nịnh dữ gì không? Nịnh bợ. Ai mà tặng nhiều bông và trái cây vậy? Là của vợ chồng ông Lý. Nè, giữ kiện bồi thường của công ty quầy hàng và công thương đó mà. À, Jackie. Anh điện thoại và cảm ơn họ giùm tôi nha. Ok. Chào chú. Cô rất thích ăn táo. Cái này cho cô. Cảm ơn. Mỗi ngày đều có người tặng bông với lại trái cây, thì khiến chúng tôi được nhờ. Cảm ơn. Ha, có ăn trái cây thế cơ, mình có thể giảm mập rồi. Ý, giảm mập hả? Vừa cho tôi. Nếu không làm sao làm đôi bình sinh của Trung Hoàng. Làm gì? Sáng nay có gì đặc biệt không? Không có. Đâu phải, 15 phút sau là anh có cuộc họp mà. Ồ, chị Hà hả? Nhưng mà vẫn còn giờ, sẵn đông đủ họp nha. Được, họp đi. Chào các vị, là luật sư. À, chị Hà. Vẫn chưa tới giờ hẹn của chị. Tôi định tới sớm một chút, bàn xong sớm thì đi nhà thương tái khám rồi đi chợ để về nấu cơm ăn. Nhưng... Không sao, bàn với chị Hà trước, rồi một lát mới hợp sau. Cảm ơn là luật sư. Luật sư là... Jackie, đưa chị Hà vào trước đi. Dạ. Thế nào, Samuel, có chuyện gì đặc biệt không? Có cũng vô dụng, tôi không có hẹn trước. Anh cũng không nể mặt xã giao với tôi trước mà. Tôi bận có hẹn, nếu như rảnh rỗi thì chờ tôi một chút nha. Chờ được thì chờ, không chờ được thì thôi. Ừ. Là luật sư, ông chủ đó nếu không phải khắt khe như vậy, tôi cũng không muốn gây thêm chuyện mà. Tôi bị thương cũng không dám xin nghỉ phép, mà ông còn chê bai tôi làm việc chậm chạp rồi khai trừ tôi. Đời này không lẽ người có tiền là trên hết hay sao hả? Có phải không Thảo? Dạ. Anh đi giùm tôi. Ờ, không cần, tôi tự đi. Chị Hà chào tôi trở lại rất mau. Ờ. Hả? Mới đi để bàn xong với khách à? Không phải, tôi lấy đồ thôi. Tiếp tục đi. Chị Hà,
Lấy cái gối này kê ở cái lưng đi, như vậy đỡ hơn. Là phiền ông luật sư La. Không cái gì, tôi đánh cầu đã từng bị thương ở eo lưng đây, cho nên tôi biết rất là đau. Yên tâm đi, hồ sơ và tài liệu tôi đọc qua rồi, tôi có lòng tin là có thể giành được bồi thường nhiều nhất cho chị. Và bây giờ xin giải thích sơ lược, một lát khi đến tòa án, bất kỳ tình trạng gì, chị nên có chuẩn bị tâm lý. Phải ra tòa sao? Lỡ như tôi lẩm cẩm lỡ lời, không phải càng nguy. Đừng có lo, chị cứ nói thật tình ra là được rồi. Vậy thì phải, tôi lại không phải lừa gạt hay cướp giật, tôi nói lời thiệt đã được rồi mà. Đơn giản vậy thôi. Luật sư La, ông chịu giúp đỡ những người bị ăn hiếp, ông nói không sao là tôi tin ông. Muốn dẫn tôi đi đâu? Thì là chỗ này. Lẩu xương heo ở đây rất là nổi tiếng. Xin lỗi mấy người. Hai người. Hai người này không phải là trưởng học niên của phố Hồng Kông sao? Qua chỗ nào ông cũng tới, chứng tỏ chỗ này ăn rất ngon. Thật ra tôi cũng chưa hề tới. Vừa rồi chị Hà tới văn phòng của tôi nói chỉ làm việc ở đây. Lẩu xương heo có rất nhiều khách tới ăn cho nên tới thử. Anh thật là tốt với khách hàng của anh quá ha. Chị Hà biểu anh tới rồi anh dẫn tôi tới đây. Nửa công nửa tư, giả lại tôi cũng muốn để ông ăn một bữa ngon. Cảm ơn. Tôi đi toilet một chút nha. Anh đi làm chuyện đàng hoàng của anh đi. À thím hai, cho tôi rửa tay một chút nha. Ồ, được. Mấy năm trước bà của anh qua đời. Anh không làm đại luật sư mà làm luật sư sử dụng. Tôi còn tưởng là anh muốn kế thừa phòng luật sư của ba anh nữa. Bây giờ tôi mới biết được, thì ra anh có lòng chính nghĩa, không cầu danh, không cầu lợi, không cầu địa vị, mà dùng chuyên nghiệp của anh để giúp đỡ những người có cần thiết. Ba tôi đã làm được, tôi vẫn còn học tập mà. Cha nào thì con nấy. À, là Jenny truyền qua. Daddy, đố ba bây giờ con đang ở đâu? Con đang ở một giáo đường thiệt đẹp bên Mỹ. Hôm nay con đám cưới, giáo đường ở đây thiệt là đẹp. Không tin ba coi, coi nè. Ê ông xã, chào hỏi đi. Con phải lo là đám cưới. Không nói nữa, bye bye. Cái con này, đám cưới rồi mới báo cho tôi biết. Cũng tại má con nó dung túng nó quá mà. Nói chơi thôi, chứ đám cưới. Có phải nói chơi không? Khoan hãy giận, về coi chuyện này có phải thiệt hay không cái đã. Có thống kê đã mua bao nhiêu đồ hay không? Cũng không phải nhiều lắm. Còn phải nhiều hả? Anh chỉ có một chút thôi. Em có mua cho anh mà. Em hãy tự trả tiền nha. Anh trả. Đình à, tiểu muội. Chị Kim. Thiệt là vui quá. Coi coi, không mập không ốm, không có đổi thôi, không tệ đó. Nhưng mà Hồng Kông đã khác nhiều lắm. Lần trước đi không phải là sân bay này. Càng lúc càng khá thì được rồi. Như em được may mắn phóng thích đặc xá, bảo đảm sẽ được may. Hy vọng như vậy. Nè thôi đừng có đứng đây nữa, mình vừa đi vừa nói. Chị Kim, lần này em về không có báo với người nhà. Hay, được rồi, đương nhiên phải tới nhà của chị ở, chị đã chuẩn bị giường. Vậy là phải nhờ chị. Không có sao đâu, có Kim Quế muội này chiếu cố, yên chí. Nè có nhớ hay không, vui vẻ thì được rồi. Vui vẻ là được. Tiểu muội, không ngờ em được thả ra sớm. Nếu như là chồng của chị ra trước thì nó đã khác hẳn. Chị sẽ đón em tới nhà hầu quê để hưởng thụ cuộc đời. Chị thì đỡ, có thể chờ chồng về. Chị thì không ngờ em lại dẫn anh về. Em cũng trở về Hồng Kông, không lẽ để anh ở lại Đài Loan? Bỏ đi. Tiểu muội, em đã lâu không về chưa biết. Bây giờ Hồng Kông có nhiều con trai lắm. Tối nay dẫn em đi coi cho sáng mắt. Tài xế, làm ơn tới Thổ Hoa Hoàng trước. Được. Là Tân Bồ Cương đó. Thổ Hoa Hoàng. Em đã quên sao? Em nhờ chị điều tra anh hai của em. Bây giờ anh đang làm việc cái xưởng xe của người anh vợ ở Tân Bồ Cương mới đúng. Tới Tân Bồ Cương.
Cũng là tại em báo hại tới người nhà. Không có thể nói là em báo hại, đừng có suy nghĩ dở dẫn. Alo, anh Từ hả? Có gì chiếu cố? À, chiếc xe đó hả? Hôm nay chưa xong. Được được, sáng mai nha, không có sao. Xin lỗi xin lỗi. Nè anh Minh. Nè anh Minh à. Dạ. Anh cũng đã nghe, khách cứ hối hoài kìa. Được, ngày mai sẽ xong ngay. Còn chờ ngày mai, tối nay phải làm cho xong. Người khách sáng mai sẽ tới lấy xe. Anh cũng thấy rồi, tôi chưa có hề dừng tay mà. Hey, vậy mới chết. Không hề ngừng tay mà vẫn chậm như vậy. Anh bạn à, làm việc chậm chạp biểu tôi làm sao mướn anh chứ anh Minh. Anh hai nói đã chưa? Anh Minh chỉ có một đôi tay, còn muốn làm sao? Còn tối ngày được cô gái. Vậy thì anh không cần nói chuyện nữa. Bà xã, nè anh hai, cùng lắm tối nay không ngủ cũng sửa xong cho anh. Nè, đã nói thì phải làm. Đương nhiên nói xong là phải làm, không lẽ không làm. Được, anh không nói, anh không nói. Cứ như vậy. Cậu Khang không sao chứ? Má. Dạ không gì, không gì. Cứ tay cái má. Dạ được, ăn trước đi. Làm luôn mấy chuyện lặt vặt đã, ngồi đi. Anh Minh à, anh làm việc quá thiệt hơi chậm. Con vợ này coi như là tận sức rồi, cứ phải nói gửi cho anh. Ảnh là anh hai, nếu không phải ảnh em đã nằm ngoài phố. Nói thiệt, họ Hạ chúng tôi đều có tình nghĩa, không như nhà họ Hân của anh lại có đứa con gái bất hiếu này. Ăn cơm đi, sẵn nóng. Nệm giường chăn gối tất cả đều mới hết. Em hãy coi cái màn này, đẹp đẽ sang trọng, tóm lại sẽ đi hết số xui. Nè, cả lá bưởi chị cũng đã mua luôn, một chút nấu nước tắm rửa. À nè, em có cần cái gì ngày mai chị mua cho em. Dạ không có cần, đủ rồi, cảm ơn chị. Chị em mình không cần phải nói như vậy. Hiểu rồi. Nhỏ hơn có người con gái như em thiệt bị mất mặt. Em lại sao đây? Nè, số xui đã qua rồi, em nghĩ lại để làm gì? Em có học thức, có thì giờ, thì cứ từ từ cố gắng nghĩ cách trả tiền, mai mốt trả lại gấp 5 lần cho họ. Trong mấy năm nay cũng may là của chị, nếu không em không biết có chống được tới ngày hôm nay hay không. Ngày nào có Kim Quế muội này, nhất định sẽ xử tốt với Hân Đình em. Em cũng vậy, em nhất định được. Mấy năm nay con qua bển học hành, vừa tốt nghiệp đại học đã đám cưới, bây giờ lại sanh con. Thanh niên các con không biết suy nghĩ cái gì. Anh Trung thì có tài lắm. Anh đã mở một công ty địa ốc, tuy không phải lớn, nhưng sau khi đám cưới xong con sẽ giúp việc cho anh. Rồi hai đứa như vậy là thôi hả? Coi như đám cưới à? Không phải, có đăng ký đàng hoàng. Nhờ con có đem giấy tờ về cho má. Má chính là người chứng hôn, má phải ký tên thì mới xác thực được. Anh Văn hả? Ký chỗ nào đây? Đài Loan. Tôi Hoàng đi đâu? Con Hoàng. Đi coi thằng con đi. Em hỏi anh, Tôi Hoàng đã đi đâu? Chừng nào mới chịu trả tiền lại cho má? Đừng có cứ về tới là nhắc tới tiền có được hay không? Anh đã nói với em tuần này sẽ trả mà. Anh quên à? Đừng có nhắc tới tiền. Má, xin lỗi má. Đồ bất hiếu, mày còn ra đây làm gì? Tao không có thứ con gái này. Anh đã cắt tóc. Như vậy có đẹp không? Phải. Thì anh muốn gặp em. Bây giờ qua bên em nha. Anh đi đâu? Đã hẹn với người bạn Việt. Nhưng mà
Tôi không có giết người. Tao coi như không có sang đứa con gái này. Mày đừng có kiếm tao nữa. Nè, lại sao nữa rồi? Đừng có suy nghĩ dớ dẫn. Nếu thức dậy rồi hay là ra ngoài ăn đồ. Em không đói. Không có được. Em nhất định phải ăn mì giò heo đó. Xém một chút đã quên tập tục Đài Loan, ra khám phải ăn mì giò heo thì mới được tốt lành. Nè, đi mau, đi. Cô Hân. Phải. Mời ngồi. Sau năm 89 là cô không có làm việc nữa? Dạ phải, vì tôi đã đám cưới và sinh con. Đã bấy nhiêu năm rồi thì coi như là không có kinh nghiệm công tác. Cùng lắm chỉ có thể coi cô là sinh viên mới vừa tốt nghiệp. Cô Hân, cô có kỷ luật phạm tội, xin lỗi công ty của chúng tôi không thể dùng cô. Họ trẻ tuổi hơn cô nhiều. Minh Vinh, coi con nha, mồ hôi đã đầy trán rồi. Có muốn ăn kem không? Muốn. Con ở đây chờ ba, ba đi mua kem ha. Còn nữa, nếu có người lạ mặt qua đây con phải làm sao? Nói thiệt lớn nào. Yes, ở đây chờ ba nha. Ừ. Bye. Bye. Chào mừng cái sống trời đi nào. Chào mừng, chào mừng hội thai nào. Chào mừng đi nào. Em nhỏ à, sao nghịch quá như vậy? Không thể cầm súng bắn người ta. Cháu đừng có bắn nè. Cháu không có. Bé Vinh. À xin lỗi, cô đã xịt nước chị hả? Nói xin lỗi đi. Con không có bắn. Cháu còn nói lâu. Cháu thì không có. Bé Vinh. Bé Vinh. Xin lỗi cô hai. Commerce Star, tiếng Anh là How are you? Commerce Star. Nói cho cháu mượn tiền mướn luật sư. Mướn luật sư gì? Thì ba cháu đã là luật sư. Nói gì tới luật sư đây, bé Vinh. Con không chịu, ba con gái là luật sư tốt. Vinh à, không thể nói như vậy. Má. Nè, nói xin lỗi với ba đi. Nếu không là không được ăn bánh gato ngon đó. Con thà không ăn. Bé Vinh, con nít không thể vô phép. Bà nói cho cháu về trường đi thưa kìa. Cháu bị quăng. Bi Vinh qua đây. Bi Vinh, con không được đi. Ba đang nói chuyện với con. Con cần phải lên lầu viết phán từ để trắng án cho mình. Bi Vinh. Bé Vinh có chuyện gì? Ít khi thấy nó như vậy. Để con lại vỗ ngọt lại nó. Vỗ cái gì? Làm lỗi cũng không nhận mà còn giận dỗi. Em dung túng nó quá đi. Anh không thể nói như vậy. Má cũng vừa mới nói ít khi nói như vậy mà. Có phải mình đã đổ quan cho nó hay không? Anh có chính mắt nhìn thấy nó lấy súng bắn người ta hay không? Vậy nghĩa là không. Anh nhìn dữ kiện và đương sự của anh có cần phán đoán bừa bãi vậy không chứ? Như vậy em lên coi nó đi. Tổ à, đừng có nghịch ngợm. Bắn trúng người đó. Bắn, 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 bắn. Nè nè em nhỏ, khoan chơi, khoan chơi đã. À, chúng muốn hỏi em, tối qua có phải đi dùng súng xịt nước, xịt một người chị? Vậy rồi sao, mắc mớ rồi tới không? Tổ à, tổ, đừng có nghịch ngợm, coi chừng bắn trúng người. Alo ông xã. Bên dịch sao rồi? Nó vẫn không được vui,
Nó nói từ nay không ra công viên chơi nữa. Nói là sợ gặp được cái gì, nói không ngoan. Anh vẫn ở công ty hả? Vừa đi rồi, tối chút sẽ về. Anh định mua chút đồ ăn cho bé Vinh. Dạ được, không nói với anh nữa, bye bye. Ừ. Bye bye. Bye bye. Cô hai. Chuyện gì? Không nhận ra tôi à? Hôm đó công viên cô nói con gái của tôi dùng súng nước bắn cô ướt. Tôi là ba của nó. Có chuyện gì không? Sự thật không phải là con gái tôi làm đâu. Vì chuyện này không được vui. Cho nên lúc nào cô đi công viên thì báo với tôi nha. Tôi dẫn nó tới để cô giải thích với nó một chút. Chuyện nhỏ thôi, không cần phải khẩn trương. Con nít thời bây giờ có phải quá hạnh phúc hay là người lớn quá khẩn trương? Cô không hiểu đâu. Bây giờ dạy em bé, nhất định phải nói lý lẽ. Phải, tôi không hiểu. Xin lỗi, giúp ông không được cũng không giúp được con gái của ông. Chị hả? Chị không sao chứ? Đột nhiên ngoại phố, nhìn thấy đứa con bất hiếu đã khiến tôi đau xót bấy nhiêu năm. Tôi hỏi có sao hay không chứ? Mấy năm nay con cũng không được thoải mái. Mày tự chuốc lấy thôi. Mày muốn chết là chuyện có mày. Sao má hại người ta? Phải, để con chết trước mặt má, má mới thấy vui. Ê, chị hả? Cô y tá, tôi muốn hỏi thăm má của tôi tên là Lâm Ngọc Hà, tình trạng thế nào? Bác sĩ đang coi cho bà. Cô ngồi xuống chờ chút đi. Phải rồi, ngồi xuống chờ chút đi. Tôi không nên chọc tức bỏ như vậy. Cô đừng quá lo, chắc không có gì đâu. Dù sao cũng là mẹ con, có gì từ từ nói hả? Đi nhanh một chút. Đã nhanh lắm rồi, cô muốn làm sao? Là luật sư, đưa dùm tiền này cho má của tôi. Làm ơn, tôi đi trước. Cô tự đưa cho bà đi. Không được, tôi phải đi ngay. Giao cho bà giùm. À, Đinh. Sao mày lỡ đây? Có phải mày khiến má chồng vô nhà thương? Em không phải cố tình. Mày làm gì cũng không cố tình. Nhưng mà hay bao nhiêu người? Mày trở về làm gì? Về tới là gây chuyện. Em đi trước. Đừng có đi. Chị đã gạt đi căn nhà của chúng tôi rồi. Còn báo hại chúng tôi phải bán xưởng xe mới không bị nằm đường. Phải trả tiền mau. Nếu như không tôi bắt cảnh sát. À, xin lỗi, có chuyện từ từ nói đi. Tôi là luật sư của chị Hà. Tôi thấy chị bị ngất xỉu ngoài phố cho nên đưa vào nhà thương thôi. À, ông là luật sư giúp má chồng của tôi xin bồi thường đó hả? Phải. Làm phiền ông là luật sư. Không có gì. À, bây giờ má của tôi thế nào hả? Ở trong đó nhưng chưa biết sao. Đáng ghét nhất là cái con đó. Anh để nó bỏ đi à? Tôi bỏ đi, coi như mình bị xui, đừng có nhắc tới nó nữa. Sao rồi, anh quê phải không? Nè chị hai, cái kiểu này không được đâu à. Chị tới bấy lâu rồi, chị coi, tiền giả cũng đã nhiều. Tiền giả không phải dễ kiếm đâu. Nè, nói vậy lý gì? Muốn nói tôi bỏ tiền giả vô để lấy tiền thiệt đó hả? Nếu nói rắc ra đôi bên đều khó xử. Hơ, chừng nào mới tới phiên mày hó hé. Cái đám của tụi không có phân tôn ti. Tao cho mày biết, từ nay là mân xưng hô, phải kêu tao là chị hai, có biết chưa? Hả? Tao nhắc lại một lần nữa, phải kêu tao là chị hai. Chị hai, chị hai, cho chị mười cái chuyện có được không? Chỗ này không dành cho chị đâu, tiền cực khổ cho chị. Giỏi thiệt, giỏi mà. Thì bây giờ tao không làm nữa, không hốt được bao nhiêu, làm đi. Tốt. Nhóc con, cứ để mắt coi. Làm phiền chị đó chị hai. Sao ngồi vậy? À, đói bụng rồi, đi ăn.
Nghiêm. Giữ kiện số DCDG 5541204. Án kiện chủ trước lơ là đòi bồi thường. Thưa quan tòa, tôi đại diện cho nguyên cáo của Lâm Ngọc Hà. Kháng cáo người chủ trước là ông Trần Duy Nhân đã không nói rõ hoàn cảnh công tác an toàn để thân chủ của chúng tôi làm việc, khiến bà phải bị lao tổn, mất đi khả năng công tác và mất đi thu nhập, thêm vào những tổn thất liên can về tiền thuốc men. Bây giờ yêu cầu Trần Duy Nhân phải bồi thường hợp lý. Đây là giấy chứng minh về y học, một cách tường tận về tình trạng bị thương chỗ eo và đầu gối của cô Lâm Ngọc Hà. Cô Lâm, tại sao người chủ trước của cô là ông Trần Dĩ Nhân lại khai trừ cô như vậy? Ông cho tôi làm việc chậm chạp, thật ra là vì chỗ eo và đầu gối của tôi bị đau. Tại sao eo và đầu gối của cô đã bị đau? Bác sĩ nói công việc của tôi phải quần giác, lại phải uống mình xuống làm việc, một ngày là mười mấy tiếng, cho nên chỗ eo mới bị lao tổn. Cô Lâm, phiền cô nói lại cho chúng tôi biết, mỗi ngày làm 12 tiếng đồng hồ, nhiều nhất là làm việc gì? Chủ yếu của tôi là rửa chén. Mấy cái nồi vừa lớn lại nặng nữa, nhiều khi còn đồ ăn trong đó thiệt là nặng cong cả lưng luôn. Mỗi ngày ra ra vào vào mười mấy hai chục lần, sàn nhà lại trơn trợt, hẻm sau lại chật, làm như thì không được suôn sẻ, dĩ nhiên là bị lao tổn. Cảm ơn cô Lâm. Thưa quan tòa, tôi đã hỏi xong. Xin hỏi cô Lâm Ngọc Hà, năm nay cô bao nhiêu tuổi? 55. 5 năm trước có phải cô đã làm phẫu thuật tim hay không? Thưa quan tòa, tôi phản đối. Thân chủ của tôi bị bệnh tim, không có liên can tới bổn án. Thưa quan tòa, tôi có lý do tin rằng nguyên cáo Lâm Ngọc Hà vì tuổi già nhiều bệnh, ảnh hưởng tới sức khỏe và các cơ năng khác bị suy thoái, kể cả bị đau lưng, cho nên những lao tổn của bà không phải do thân chủ của tôi gây ra. Nhưng mà trong chứng minh y khoa trị liệu của cô Lâm Ngọc Hà đã viết rõ đầu gối và chỗ eo của cô Lâm Ngọc Hà bị thương là vì công tác dài hạn và vì lao tổn mà gây ra. Nhưng trong báo cáo y học không có nhắc tới nguyên cáo để từng làm phẫu thuật tim ở 5 năm trước. Phản đối vô hiệu. Luật sư biện phương có thể tiếp tục đặt câu hỏi. Ông Trần Duy Nhân, xin hỏi tiệm lẩu xương heo của ông đã mở từ bao lâu rồi? 5 năm. Vào khoảng 5 năm trước, ông đã mướn cô Lâm Ngọc Hà rửa chén cho ông, có phải không? Phải. Trước khi mướn cô Lâm Ngọc Hà thì tiệm của ông có phải đã có một lần sửa sang thật là lớn? Phải. Tại sao phải sửa sang vậy? Tôi thấy cửa tiệm không có đủ lớn, làm ăn thì càng ngày được khá. Cho nên ông đã làm rộng đi mặt tiền và thu hẹp đi chỗ làm việc của công nhân ở phía đằng sau. Phải. Theo như tôi biết, trong đợt sửa sang kỳ thứ nhì, ông đã có tranh chấp với những người thợ không chịu trả tiền họ, xém một chút đã ra tòa, có đúng không? Họ đã làm sai, dĩ nhiên tôi phải tranh thủ cho. Phản đối. Thưa quan tòa, câu hỏi của luật sư nguyên cáo không liên quan tới bộ án. Sửa sang của cửa tiệm có phù hợp tiêu chuẩn hay không, trực tiếp có ảnh hưởng đến sự an toàn làm việc của công nhân. Và liên hệ tới người chủ có đề cung một địa điểm công tác thích hợp, an toàn và bảo đảm cho họ. Thưa quan tòa. Phản đối vô hiệu. Nhưng mà xin luật sư nguyên cáo hãy đưa ra trọng điểm của vấn đề ngay. Dạ, thưa quan tòa. Ông Trần Duy Nhân, xin hỏi thợ sửa sang đã làm sai những gì? Họ dùng đồ dở, bậy nhất là cái bầu rửa chén ở sau hẻm, làm quá thấp đi. Thưa quan tòa, tôi yêu cầu làm thử tại hiện trường. Phê chuẩn. Cái bồn rửa chén này thật là quá thấp. Bởi vì thân chủ của tôi, bà Lâm Ngọc Hà đã bị thương, cho nên tôi phải đích thân để làm thử. Nè, tuy rằng có một cái ghế nhỏ, nhưng mà các vị hãy nghĩ kỹ. Mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ làm cùng một động tác, như là bỏ một số chén dĩa bị dơ vào trong, ngồi xuống, rửa sạch sẽ xong rồi đứng lên, rồi ngồi xuống, khum về phía trước, rửa chén, rồi đứng dậy. Mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ. Ông Trần Duy Nhân, ông có định là sửa lại cái bồn rửa chén tới một độ cao hợp tiêu chuẩn hay không vậy? Hôm xưa đã bỏ một số tiền lớn sửa sang, đâu còn tiền chứ. Ông còn nhớ thân chủ của tôi, cô Lâm Ngọc Hà đã từng khiếu nại với ông về cái bồn rửa chén quá thấp, kêu ông cải thiện, có đúng không? Không có. Không có. Ở đây có một bản khẩu cung của những viên chức của ông đó.
chứng minh là cô Lâm Ngọc Hà đã từng khiếu nại với ông. Ông có nhớ hay không? Có lẽ có, mà không có nhớ rõ. Thưa quan tòa, tôi đã hỏi xong. Căn cứ tất cả chứng cùng của nguyên cáo và bị cáo, nhận thấy là phía nguyên cáo là một nhân chứng thành thực, còn công từ của bị cáo thì có phần công từ mơ hồ. Căn cứ định nghĩa của luật pháp xâm quyền, có chứng có cớ cho biết bị cáo quả thật không thể đề công hoàn cảnh công tác an toàn và hợp lý. Đồng thời sau khi bị cáo đưa ra khiếu nại vẫn chưa có chủ động cải thiện hoàn cảnh công tác, khiến cho nguyên cáo vì công tác dài hạn lao tổn bị thương, cho nên đã hao tổn kinh tế. Nay bổn tịch tuyên phán nguyên cáo đã thắng kiện, bên bị cáo phải bồi thường mọi tổn thất cho nguyên cáo và những chi phí tố tụng của dự kiện này. Luật sư La, thiệt làm phiền ông quá. Cảm ơn ông thì là có tài. Là bổn phận của tôi thôi. Còn tiền bồi thường chúng tôi sẽ làm cho bà, nhưng mà phải mất một khoảng thời gian. Sau khi làm xong chúng tôi sẽ báo cho bà biết. Chờ làm xong thủ tục là lấy chi phiếu. Được, tôi chờ các người thông báo. Rốt cuộc có một giấc ngon rồi. Má đợi con một chút, có đi lấy xe. Nè, chia nhau đi đi, giờ này khó đón xe lắm. Má à, má đứng ở đây. Thảo à, đi lấy xe trước đi. Ok. Bà Hà, cầm lấy đi. Mấy trăm bạc này là hôm đó con gái của bà ở trong nhà thương trao cho tôi, nhờ tôi chuyển cho bà đó. Mong bà giữ lại. Luật sư La, ông là một người tốt, nhưng mà chuyện nhà của chúng tôi ông không hiểu đâu. Nói ra cũng mất mặt lắm. Đừng có trách tôi nhiều chuyện, thực ra tôi thấy cổ. Đừng nhắc tới nó nữa. Tiền này tôi không có lấy đâu. Bà Hà. Bà Hà. Cảm ơn nhiều. Là luật sư, tôi biết ông khó xử. Tôi đưa tiền cho ăn xin thì coi như là tích đức cho đứa con bất hiếu đó. Sức khỏe của bà không khá, xin đừng có xung động như vậy. Chuyện gì cũng nên coi nhẹ một chút thì được vui hơn. Má, có xe rồi. Xin chào. Bye bye. Cẩn thận, từ từ. Cảm ơn. Nhẫn nại một chút. Cô muốn đi đâu? Tôi có thể đưa hay không? Đưa tôi đi gặp con gái của ông. Cảm ơn. Bé Vinh à, qua bên kia chơi với các em nhỏ đi. Chịu không? Mình đi về nhà. Tại sao? Ở đây chơi vui như vậy sao lại đòi về? Ba. Ngoan. Đây là vợ tôi. Chào bà. Tôi tên là Hân Đình, gọi Đình là được rồi. Tôi là Dư Tố Tâm, kêu tôi là Tố Tâm. Đây là con gái của tôi, La Tiểu Vinh. Bé Vinh à, phải không? Vinh à, con đừng có sợ. Hãy nói thẳng với chị đi. Hôm đó con có lấy súng xịt nước bắn chị hay không? Bé Vinh à, đừng có sợ, nói ra đi, ngoan. Nói thẳng thì được rồi. Cháu không có xịt nước đâu, cháu bị quăng. Tôi bị quăng, tôi không giết người, tôi không có giết người. Thả tôi ra ngoài, tôi bị quăng. Tôi bị quăng, mau thả tôi ra, tôi bị quăng. Cháu không có xịt nước con. Bé nhìn thiệt giỏi ngoan. Xin lỗi, cô đã đổ quăng cho cháu. Cô biết hôm đó người dùng súng nước xịt nước cô là một tên nghịch ngợm khác, chứ không phải bé Vinh. Tại vì bé Vinh thiệt ngoan và thông minh. Chào cháu, rất hân hạnh được quen biết cháu. Mình giỏi, cháu là Tứ Vinh, kia cháu là bé Vinh. Vậy từ nay chúng ta là bạn ha. Con à, mình đi chơi. Xuống đây mà. Thank you.
Cô Đình là ai vậy hả? Là con gái của người thân chủ anh. Bé Vinh đừng có chơi nữa, về nhà ăn cơm đi. Bà nội đang chờ mình đó. Cô à, tới nhà cô cháu ăn cơm đi. Không được, tối nay phải về nhà. Nhà có cô, có em bé không? Lần sau vẫn nó tới chơi. Lần sau? Thôi đi nghe. Bye bye. Được, bye bye. Bye bye, bye, bye. Bye, bye bé Vinh. Khải Trung, em biết anh đã phù hộ cho em nên mới được ra mong như vậy. Những ngày không có anh chỉ khó chịu quá. Nhưng dù sao đi nữa, em sẽ cố gắng lấy lại những gì đã bị đánh mất. Còn nữa, anh phải phù hộ em kiếm lại con của mình. Em sẽ dẫn nó tới gặp anh. Đình à, hả? Cái máy này chưa biết dùng chứ? Biết rồi. Vậy chị phải nhớ, có người đi ngang thì kéo lại, nói là một kiểm tra sức khỏe miễn phí cho họ. Nhớ là phải nói miễn phí. Bà con nghe vậy mới chịu đứng lại nghe chị nói, có biết chưa? Dạ biết. Rồi thì dùng cái máy trắc mỡ này để kiểm tra mỡ. Rồi nói với họ chúng ta là công ty thống kê tài liệu về thị trường Hồng Kông, làm một bản điều tra trả lời một phút cho họ. Nhớ là một phút, để họ thấy là không bị lãng phí thì giờ. Chị hiểu chứ? Dạ hiểu. Được, chỗ này giao cho chị. Nè cô à, giúp cô khám tổng quát miễn phí ha. Thưa cô à, làm ơn. Nè ông à, thưa ông. Thưa cô giúp cô khám tổng quát. À, dạ thưa ông. Nè chị đã thấy rồi chứ. Em cầm tay lái như vậy không có đúng đâu. Phải theo hướng 10 giờ 10 phút mới đúng. Có biết không? Dạ biết rồi.是绝对，曾是没分流，但最终有定理，曾是共对，曾是共约誓，但却改变是你喜又在被得，又在失，竟没法知，终点分远近，变化迷离分秒，原来是空，原来是梦。来静听风里呼喊声，故事谁来定真假？灰色倒影伴随熟悉烙印，对或错，痴心沥血，结局难猜。kênh TVB tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.